Bốn người Trung Quốc bị cách ly tại Thừa Thiên Huế, chỉ một người xuất trình, được hộ chiếu, áp nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, đã tạm thời cách ly đối với bốn người Trung Quốc, và hai tài xế người Việt Nam, tại trường quân sự tỉnh này theo quy định phòng chống dịch COVID-19. Sáng 5 tháng 3, áp nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tổ, trước cuộc họp với các ngành, để đưa ra phương án giải quyết việc một nhóm sáu người đi trên ô tô biển kiểm soát 14 b 03 loại 16, chỗ, trong đó có bốn người Trung Quốc và hai tài xế người Việt Nam vừa mới đưa vào cách ly tạm thời ở trường quân sự tỉnh này theo quy định phòng chống dịch COVID-19. Trước đó, vào tối ngày 4 tháng 3, lực lượng, chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế nhận được thông tin xe khách nói trên chở bốn người mang quốc tịch Trung Quốc từ Móng Cái Quảng Ninh đến thành phố Đà Nẵng qua địa bàn xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, ngay lập tức đội phản ứng nhanh của Trung tâm Y tế huyện Phú Vang đã phối hợp với chính quyền địa phương. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của huyện Phú Vang đã kiểm tra sức khỏe và điều tra thông tin dịch tễ của những người này. Kết quả, danh tính 4 người Trung Quốc trên xe là Wang Xiao M, sinh năm 1994, quê tỉnh Phúc Kiến, Su Chan N, sinh năm 1981, quê tỉnh Quảng Đông, Wang Xiao CS, sinh năm 1992, quê Phúc Kiến, và Oang CS, sinh năm 1997, quê Phúc Kiến. Tại thời điểm kiểm tra, chỉ có Su Chan N xuất trình, được hộ chiếu. Quá trình thăm khám ban đầu. Và tờ khai y tế, tất cả các trường hợp này đều không ho, không sốt và không khó thở. Nghi vấn những vị khách trên xe có thể đến từ tâm dịch COVID-19 của Trung Quốc. Lực lượng, chức năng, đã phong tỏa hiện trường, cách ly, tại chỗ, và không cho người dân tiếp cận. Việc kiểm tra y tế đối với những người này cũng được tiến hành ngay lập tức, sau khi có ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch áp nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, vào lúc 23 giờ 30 phút ngày 4 tháng 3. Bốn người Trung Quốc và hai tài xế người Việt Nam đã được các cơ quan chức năng vận chuyển đến khu vực cách ly tập trung của tỉnh Thừa Thiên Huế, đặt tại trường quân sự tỉnh, để theo dõi và thực hiện các quy trình theo sức khỏe theo quy định. Một lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Phú Vang cho biết, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Đình Bách, Phó tránh văn phòng ấp nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết kiểm tra y tế tất cả những người này đều khỏe mạnh, đồng thời nói rằng sẽ thông tin cụ thể sự việc nêu trên trong thời gian sớm nhất bạn nghĩ gì về tin này hãy để lại bình luận dưới video nhé trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại